Tên đầy đủ của mình là Dương Thị Thu Thúy, thì mình hiện mình sinh năm 99, là hiện đang là sinh viên năm 4 trường đại học ngoại thương. Tình trạng răng ban đầu của bạn Dương Thu Thúy là khớp khểnh chen chúc răng hai hàm, đường giữa hai hàm lệch nhau, và thứ nữa là bạn có độ cắn phủ khá lớn, khoảng 50% phủ hàm dưới. Quá trình điều trị của bạn Thúy có chỉ định là cắt kẽ, làm đều, chỉnh lại đường giữa, chỉnh lại độ cắn phủ, cắn chìa cho hợp lý. Bạn dùng mắc cài kim loại thường, quá trình chỉnh nha của bạn rơi vào khoảng độ 5,5. Tình trạng răng của mình thì hàm dưới của mình bị khớp khểnh, hàm trên thì bị hơi hô. Đó, đơn giản răng mình bị như thế. Bởi vì là khi mà mình cười thì mình hơi thiếu tự tin. Và mình khi mà mình thấy các bạn xung quanh mình niềng răng và các bạn ấy trở nên tự tin hơn và xinh đẹp hơn thì mình đã quyết định niềng răng. Mình cảm thấy là không gian ở đây thì rất là sạch sẽ và hiện đại. Đội ngũ nhân viên thì rất là tận tâm và luôn hỗ trợ mình. Bác sĩ thì rất là chuyên nghiệp. Khó khăn lớn nhất của mình là khi mà mình ăn uống thì mình nó hơi khó vì là không vận động mạnh được, hoặc là khi mà mình đi chụp ảnh hoặc là đi chơi với bạn thì không dám cười nhiều vì là mình niềng hàm là hàm kim loại. Mình khá là hài lòng với dịch vụ của nha khoa Athena. Nếu mà cho điểm trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho 8 điểm. Mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Với những cái bạn mà đang phân vân là niềng răng hay không niềng răng thì mình khuyên các bạn là nên đi niềng răng, bởi vì là với mình thì sau khi niềng răng thì mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, đặc biệt là khi mà giao tiếp với mọi người xung quanh. Còn các bạn mà đang trong quá trình niềng răng thì mình khuyên là các bạn nên kiên trì, bởi vì là kiên trì là yếu tố rất là quan trọng trong cái quá trình niềng răng để giúp mình có một cái hàm răng đẹp nhất.